Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Làm Đẹp Khoa Học sẽ mang tới cho các bạn một chủ đề mà mình nghĩ là rất nhiều các bạn mong đợi. Và cũng sắp đến Tết rồi và nhiều bạn đang còn rất là quan tâm đến các giải pháp làm đẹp da phải không nào. Cái thời điểm này thì chính là cái thời điểm khá ý tưởng để làm peel da. Và peel da hay còn gọi là thay da sinh học thì vốn là nổi tiếng với cái khả năng đó là loại bỏ mụn, sắc tố và vết thâm và mang lại cho các bạn một làn da trắng sáng. Và bản thân mình thì ngày trước ấy thì làn da cũng kiểu như là sần sùi vỏ cam, nhưng mà qua nhiều lần peel da thì mình thấy là lỗ chân lông cũng đã nhỏ hơn rất là nhiều. Các cái vết rỗ sâu từ mười mấy năm trước thời còn đi học ấy thì cũng đã được đẩy lên rất là nhiều. Bởi vì mình ngày trước thì mụn rất là nhiều, thời cấp 3 ấy mụn rất là nhiều, và sau đó ấy thì do là mình cũng chưa có nhiều các cái kinh nghiệm để chăm sóc da, do đó cho nên là sau đó thì sẹo mụn rất là nhiều, sẹo rỗ rất là nhiều. Và có rất là nhiều bạn muốn thực hiện phương pháp này nhưng mà lại e ngại các biến chứng hoặc là các tác dụng phụ không mong muốn, thì ngày hôm nay Làm Đẹp Khoa Học sẽ cùng các bạn tìm hiểu về chủ đề này nhé. Thay da sinh học hay còn gọi là peel da là phương pháp bóc tách lớp sừng của da bằng các axit tự nhiên ở nồng độ thích hợp. Và phương pháp này thì giúp chúng ta có thể loại bỏ được các lớp tế bào chết ở lớp ngoài cùng của làn da, và đồng thời sẽ kích thích tái tạo cấu trúc da nhờ vào khả năng tăng sinh collagen và elastin. Và peel da thì được phân chia thành 5 cấp độ khác nhau, đó là nông, rất nông, trung bình, sâu và rất sâu. Và việc phân chia này thì sẽ tùy thuộc vào vấn đề và tình trạng da của bạn cũng như là cái chỉ định cho từng người. Và thời gian thực hiện liệu trình thì cũng rất là khác nhau dựa trên các cá nhân. Và thông thường thì dao động từ khoảng 20 cho đến 30 ngày, và có thể là ngắn hơn hoặc là dài hơn tùy theo tình trạng da của bạn. Và peel da thì sẽ giúp loại bỏ các lớp tế bào chết, giúp cho làn da sẽ được thông thoáng, sáng mịn và làm mờ các vết thâm nám, tàn nhang. Làn da không đều màu và có thể hỗ trợ đẩy nhân mụn ở lên trên bề mặt da. Và cũng thêm có một tính năng nữa, đó là kháng viêm và xe cồi mụn nữa. Và không những thế thì peel da còn giúp giải quyết được những vấn đề về lão hóa như là những cái vết nhăn nông hay là lỗ chân lông to, và giúp cho những sản phẩm dưỡng sau đó sẽ thẩm thấu tốt hơn. Và nhiều bạn ấy thì thắc mắc là so với những cái liệu trình như là ánh sáng như là IPL hay là laser thì peel da có hiệu quả và tốt hơn không, thì câu trả lời là có nhé. Và ưu điểm của peel da đó chính là hiệu quả, kinh tế và an toàn. Và dựa vào từng tình trạng da thì và làn da thì sẽ có những cái loại hoạt chất axit phù hợp cũng như là những cái nồng độ phù hợp mang lại cái hiệu quả tối ưu nhất. Ta cần phải làm gì trước, trong và sau quá trình peel da? Và ngoài những cái liệu trình chính ấy, thì những việc cần làm trước, trong và sau khi peel da sẽ quyết định rất là lớn đến kết quả cuối cùng. Và trước khi peel da thì chúng ta cần phải ngưng sử dụng isotretinoin hơn 30 ngày và ngưng sử dụng retinol, tretinoin, hydroquinone ở dạng bôi lên da hơn 7 ngày và ngưng sử dụng các loại sản phẩm có tính chất axit như là AHA, BHA hoặc là vitamin C ít nhất là 2 ngày. Và ngoài ra thì chúng ta chăm sóc da với routine thì chăm sóc da cơ bản sẽ giúp cho chúng ta có đủ độ ẩm, đủ khỏe, đủ nước. Và chúng ta phải đảm bảo rằng đã thoa Vaseline lên cả vùng da nhạy cảm như là khóe mắt, cánh mũi, viền môi. Và ngoài ra ấy, thì cái cảm giác ngứa, rát, châm chích nhẹ thì có thể sẽ xuất hiện, nhưng đây chỉ là biểu hiện rất là bình thường. Nhưng mà nếu như mà vượt quá sức chịu đựng hoặc là thấy tình trạng tệ hơn thì các bạn sẽ phải thông báo ngay cho bác sĩ để được can thiệp kịp thời. Và ngoài ra thì sau khi peel da thì đây là giai đoạn vô cùng quan trọng, vì lúc này thì làn da chúng ta vô cùng nhạy cảm và cần một chế độ chăm sóc da thật là đặc biệt. Và chúng ta không được tẩy tế bào chết từ vật lý cho đến hóa học trong 2 tuần đầu. Và ngoài ra thì cần phải tránh nắng tuyệt đối. Trong 2 đến 3 tuần đầu thì làn da rất là nhạy cảm và rất là dễ tăng sắc tố sau viêm, nên là hãy nhớ rằng phải sử dụng kem chống nắng có chỉ số UVA cao. Và có thể sử dụng các sản phẩm như là Bioderma hoặc là La Roche-Posay, thì các sản phẩm này mình sẽ để link ở phần mô tả. Và ngoài ra thì chúng ta cần phải tăng cường cấp nước dưỡng ẩm cho làn da, hạn chế chạm tay vào da mặt và hạn chế trang điểm, tẩy trang. Và chúng ta phải cẩn thận khi mà dùng treatment. Vừa rồi là những lưu ý cần phải nắm trước khi các bạn thực hiện peel da. Và hy vọng là video này sẽ hữu ích đối với bạn. Và hãy like video để mình biết là đã giúp được gì đó cho bạn nha. Và đừng quên subscribe kênh để đón xem các video mới hàng ngày. Và cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn.